10. Phẩm địa ngục Bấy giờ xá lợi từ bạch Phật, bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa thậm thâm có thể chiếu sáng, hoàn toàn thanh tịnh đều nên cung kính đảnh lễ là nơi tôn trọng, trời người vân vân kính lễ tôn trọng, không bị nhiễm đắm, không bị các pháp thế gian làm ô uế được, xa lìa tất cả sự ngăn che ba cõi, xa lìa phiền não và các kiến chấp đen tối, cho nên nó là tối thượng, đứng đầu đối với tất cả pháp bồ đề phần rất là tối thắng, có thể làm an ổn dứt hẳn tất cả các việc khủng hoảng, kinh hãi, bức bách, tai nạn, đem ánh sáng cho các hữu tình, làm cho họ được năm loại mắt hoàn toàn thấy được trung đạo, làm cho kẻ lạc đường không rơi vào nhị biên phát sanh trí nhất thiết trí dứt hẳn tất cả sự tương tục và tập khí phiền não là mẹ của tất cả đại bồ tát vì sự tu tất cả phật pháp của bồ tát được phát sanh từ đây bất sanh bất diệt vì tự tướng không thoát hẳn tất cả sanh tử chẳng thường chẳng hoại có thể làm chỗ nương tựa đem pháp bảo cho các hữu tình làm thành tựu viên mãn mười lực như lai tất cả luận sự khác đều bị khuất phục vận chuyển pháp luân vô thượng ba truyền mười hai hành tướng đạt được được tất cả pháp không ngược xuôi nên hiểu rõ tất cả pháp không điên đảo, tự tánh liễu tri, vô tánh tự tánh không. Bạch Thế Tôn các loại hữu tình đối với bát nhã ba la mật đa này nên an trụ thế nào? Bấy giờ Phật dạy xá lợi tử các loại hữu tình đối với bát nhã ba la mật đa này nên trụ như phật cúng dường cung kính tư duy bát nhã ba la mật đa như cúng dường cung kính tư duy phật thế tôn vì sao xá lợi từ vì phật không khác bát nhã ba la mật đa bát nhã ba la mật đa không khác phật phật tức là bát nhã ba la mật đa bát nhã ba la mật đa tức là phật vì sao? Vì chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn đều do Bát Nhã, Ba La, Mật Đa mà được xuất hiện. Mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông cũng do Bát Nhã, Ba La, Mật Đa mà được xuất hiện ở thế gian. Tất cả bố thí Ba La, Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng cũng do Bát Nhã, Ba La, Mật Đa mà được xuất hiện. Khi ấy trời đế thích lại nghĩ, nay Ngài xá lợi tử do nhân duyên gì hỏi Phật điều đó. Xá lợi tử biết tâm niệm vị ấy liền nói, Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát do giữ gìn bát nhã ba la mật đa này, nên dùng phương tiện thiện xảo đối với mười phương chư Phật trong ba đời, từ lúc mới phát tâm cho đến tránh pháp kiểu trụ, tạo tác công đức trong khoảng thời gian đó, hoặc nhiều thiện căn của các thanh văn độc giác Bồ Tát và các hữu tình khác, tất cả như thế đều dùng vô tướng và vô sở đắc làm phương tiện, tập hợp hiện tiền tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, do nhân duyên này nên tôi hỏi việc ấy lại nữa kiếu thi ca việc học bát nhã ba la mật đa của các đại bồ tát vượt hẳn bố thí cho đến tịnh lự ba la mật đa gấp vô biên vô số ví như có trăm ngàn vân vân người bị mù bẩm sinh nếu không được người sáng mắt khéo dẫn đường thì không có thể đến được con đường chính huống chi đến được thành lớn giàu sang ở xa cũng vậy, năm ba la mật đa trước là những người mù, nếu không có người sáng mắt dẫn đường là bát nhã ba la mật đa thì không thể đến tránh đạo Bồ Tát, huống gì là đến thành trí nhất thiết ở xa. Lại nữa kiểu thi ca, bố thí vân vân năm ba la mật đa, chính nhờ bát nhã ba la mật đa nên gọi là người có mắt, lại nhờ sự giữ gìn của bát nhã ba la mật đa nên gọi là đáo bỉ ngạc trời đề thích hỏi chẳng phải nhà năm ba la mật đa trước cũng hỗ tương dẫn đầu giữ gìn mà ba la mật đa còn lại khiến đi đến bờ bên kia đã vậy thì tại sao chỉ tán thán bát nhã ba la mật đa là hơn hẳn năm ba la mật đa kia xá lợi tử đáp lời nói của thiên chủ không đúng lý vì sao chẳng phải nhờ năm ba la mật đa trước dẫn đầu giữ gìn ba la mật đa còn lại làm cho đến bờ bên kia chính nhờ phương tiện thiện xảo đầy đủ thế lực lớn của bát nhã ba la mật đa giữ gìn năm ba la mật đa khiến không bị chấp trước, mau chóng đến bờ bên kia. Vì vậy, bát nhã ba la mật đa đối với năm loại trước là tối tôn, là tối thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Bây giờ, xá lợi tử bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát vì sao phải hướng dẫn phát triển bát nhã ba la mật đa? Phật dạy, Xá lợi tử các đại Bồ Tát nào không vì hướng dẫn phát triển sắc, chỉ hướng dẫn phát triển bát nhã ba la mật đa, không vì hướng dẫn phát triển thọ tưởng hành thức chỉ hướng dẫn phát triển bát nhã ba la mật đa, cho đến không vì hướng dẫn phát triển trí nhất thiết, chỉ hướng dẫn phát triển bát nhã ba la mật đa, không vì hướng dẫn phát triển trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chỉ hướng dẫn phát triển bát nhã ba la mật đa, không vì hướng dẫn phát triển tất cả pháp chỉ hướng dẫn phát triển Bát nhã Ba la mật đa xá lợi tử bạch Phật bạch Thế Tôn vì sao đại Bồ Tát không vì hướng dẫn phát triển sắc cho đến tất cả pháp chỉ hướng dẫn phát triển Bát nhã Ba la mật đa Phật dạy, xá lợi tử vì sắc cho đến tất cả pháp vô tác vô sanh không đắc không hoại không tự tánh, các đại bồ tát không vì hướng dẫn phát triển sắc cho đến tất cả pháp nên hướng dẫn phát triển bát nhã ba la mật đa, khi ấy xá lợi tử lại bạch Phật. Các đại bồ tát hướng dẫn phát triển bát nhã ba la mật đa như thế cùng với pháp nào hợp, Phật dạy Xá lợi tử các đại Bồ Tát phát sanh Bát nhã Ba la mật đa như vậy không hòa hợp cùng với tất cả pháp, do không hòa hợp nên được gọi là Bát nhã Ba la mật đa. Xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn Bát nhã Ba la mật đa như vậy không hòa hợp với tất cả pháp nào? Thế Tôn dạy, Bát nhã Ba la mật đa như vậy không hòa hợp với thiện pháp, không hòa hợp với bất thiện pháp, không hòa hợp với pháp có tội, không hòa hợp với pháp vô tội không hòa hợp với pháp hữu lậu, không hòa hợp với pháp vô lậu, không hòa hợp với pháp hữu vi, không hòa hợp với pháp vô vi, không hòa hợp với pháp có nhiễm, không hòa hợp với pháp vô nhiễm, không hòa hợp với pháp thế gian, không hòa hợp với pháp xuất thế gian, không hòa hợp với pháp tạp nhiễm, không hòa hợp với pháp thanh tịnh, không hòa hợp với pháp sanh tử, không hòa hợp với pháp niết bàn. Vì sao xá lợi tử? Vì bát nhã ba la mật đa thậm thâm đối với tất cả pháp vô vô sở đắc cho nên không thể nói hòa hợp với Pháp như thế. Lúc đó trời đế thích liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã, Ba La, Mật Đa, Thậm Thâm, Há cũng không hòa hợp với trí nhất thiết. Phật dạy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, Bát Nhã, Ba La, Mật Đa, Thậm Thâm cũng không hòa hợp với trí nhất thiết vì do đây đối với kia vô sở đắc. Trời đế thích bạch Phật bạch thế tôn vì sao bát nhã ba la mật đa đối với trí nhất thiết không hợp không đắc thế tôn dạy chẳng phải bát nhã ba la mật đa thậm thâm đối với trí nhất thiết như danh như tướng như chỗ tạo tác có hợp có đắc trời đề thích bạch phật bạch thế tôn vì sao bát nhã ba la mật đa đối với trí nhất thiết có hợp có đắc thế tôn dạy do bát nhã ba la mật đa thậm thâm đối với trí nhất thiết như danh tướng vân vân không nhận không lấy không trụ không đoạn không chấp không bỏ hòa hợp như vậy nhưng không được hòa hợp đối với tất cả pháp cũng lạ như vậy như danh tướng vân vân không nhận không lấy không trụ không đoạn không chấp không bỏ hòa hợp như vậy nhưng không được hòa hợp khi ấy trời đề thích lại bạch phật Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, Bạch Thiện Thệ thật hy hữu, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, vì tất cả Pháp không sanh, không diệt, không tạo, không thành, không đắc, không hoại, không tự tánh, cho nên xuất hiện ở thế gian, tuy có hòa hợp, có chứng đắc, nhưng không hòa hợp, không chứng đắc, nghĩa lý như vậy thật bất khả tư nghị, chỉ có Phật Thế Tôn mới thuyết được. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm khỏi tưởng như vậy, bát nhã ba la mật đa thậm thâm hòa hợp hoặc không hòa hợp với tất cả Pháp thì Đại Bồ Tát này đều bỏ, đều xa bát nhã ba la mật đa thậm thâm. Phật dạy Thiện hiện, lại có nhân duyên khiến cho các đại Bồ Tát xà bỏ xa lìa bát nhã ba la mật đa đó là khi vị ấy tu hành bát nhã ba la mật đa lại vọng tưởng như vậy bát nhã ba la mật đa thậm thâm vô sở hữu chẳng chân thật không kiên cố không tự tại thì đại bồ tát này xả bỏ xa lìa bát nhã ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch phật nếu khi đại bồ tát tin tưởng bát nhã ba la mật đa thậm thâm thì không tin pháp nào phật dạy thiện hiện nếu đại bồ tát tin tưởng Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm thâm thì không tin sắc, không tin thọ tưởng hành thức cho đến không tin trí nhất thiết, không tin trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Cụ Thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì sao khi đại bồ tát tin Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm thâm lại không tin sắc cho đến không tin trí nhất thiết tướng? Phật dạy Thiện hiện khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm, quan sát tất cả sắc cho đến trí nhất thiết tướng bất khả đắc. Tuy tin bát nhã ba la mật đa, nhưng không tin sắc cho đến trí nhất thiết tướng. Như vậy, thiện hiện khi các đại Bồ Tát tin bát nhã ba la mật đa thậm thâm, thì không tin sắc cho đến không tin trí nhất thiết tướng. Hết quyển thứ 505